Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bài trừ sắc thái mê tín. Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 10 năm 1983. Tôi có cảm giác rằng Phật giáo Trung Hoa còn tồn tại rất nhiều hình thái mê tín, đầy rẫy chuyện không hợp lý, khiến người đời sinh hoài nghi và chẳng tin Phật. Những điều như vậy chắc chắn phải cải cách, nếu không sửa đổi một cách triệt để thì tiền đồ của Phật giáo trong tương lai sẽ như thế nào? Thí dụ như những kẻ tới chùa thắp hương, họ nghĩ rằng thắp càng nhiều thì công đức càng lớn. Kỳ thật đó là quan niệm sai lầm. Cúng hương cho Phật là biểu thị lòng cung kính. Chỉ cần mình thành tâm thắp một cây hương là đủ rồi, cần gì phải thắp nhiều. Nếu tâm không thành thì thắp bao nhiêu hương cũng chẳng được cảm ứng. Phật không phải là kẻ thích ngửi mùi hương, nếu Phật thích hương thơm thì cũng giống như phàm phu, chẳng có gì khác biệt. Cái phong khí như vậy cần phải sửa đổi, nếu không thì người ta hoài nghi rằng Phật tham ngửi mùi hương thơm. Cho nên vô tình mà mình đã làm đức cao thượng của Ngài bị ô nhiễm, thật là tội lỗi vô cùng. Có những kẻ thiếu hiểu biết, tới chùa lễ Phật đó là chuyện tốt, song họ không biết lạy Phật có ý nghĩa gì. Họ chỉ biết cầu Phật phù hộ cho thăng chức, phát tài, bình an hạnh phúc, rồi cầu xin con trai, con gái, cầu danh cầu lợi, cầu xin đủ chuyện. Những thứ cầu đó đều là biểu hiện của lòng ích kỷ, tự lợi, chẳng hề nghĩ tới làm lợi ích cho người và cho đời gì cả. Nếu cầu Phật và Bồ Tát thì sẽ có ứng nghiệm vì các ngài không làm chúng sinh thất vọng. Song có lòng mong cầu không đáy như vậy thì thật là sai lầm lắm. Khi thấy tình hình như vậy tôi cảm xúc vô cùng. Mình phải chỉ bày những người thiếu hiểu biết đó cách lạy Phật, dạy họ rằng phải vì tín ngưỡng mà lạy Phật. Vì toàn thế giới, vì cầu hòa bình mà lạy Phật. Dạy cho họ khẩn cầu bằng tấm lòng chính đại quang minh. Vì người khác chẳng vì mình. Thì đó mới đúng là hành vi của người Phật tử. Có những thầy thiếu trí thức tuyên truyền rằng nếu đốt vàng mã, đồ giấy, tiền giấy thì có công đức rất lớn, và cho người chết có tiền chi xài, có thể hối lộ bọn cai ngục làm giảm hình phạt. Bà con khi nghe các thầy nói vậy thì liền mua vàng mã, tiền giấy để đốt, càng nhiều càng tốt, tin rằng thầy nói là đúng, vì người xuất gia không biết nói láo. Nhưng bà con nào biết chuyện bí mật ở bên trong, những thầy đó đứng phía sau để thủ lợi mà mình nào hay. Nên các vị phải hết sức sáng suốt mà suy xét, đừng để họ làm chuyện gian trá, lừa bịp tiền bạc, thủ đoạn như vậy thật là tệ hại thấp hèn. Do đó, tôi muốn cải cách tập tục đốt vàng mã, tiền giấy, mù quáng mê tín để Phật giáo đừng chịu tiếng oan rằng đạo Phật là tôn giáo đề xướng và chủ trương chuyện đốt vàng mã, tiền giấy. Ha ha ha, 问什么的说。